Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán thanh lan rừng tại Cao Bằng, và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 25 tháng 8 năm 2020, thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có nhiều những mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú ý chị nhận hàng mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú ý chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú ý chị và các bạn cái mặt hàng hiện tại bên em đang có ạ. Trước tiên là đô đai châu rừng bắc lô đai châu khai thác trực tiếp ở rừng cô chú ý chị nhé. Em có hai loại, đó là hàng chung và hàng giống. Thì với hàng chung nó sẽ rơi vào khoảng tầm 8 cho đến 15 cây, em bán với giá là 550.000 cho 1 kg. Hàng chung thì cô chú anh chị có thể chơi hoa Tết luôn cô chú anh chị nhé. Còn bên này là hàng giống. Với những cây hàng giống thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 20 cây đổ lên ạ. 20 cây đổ lên thì em sẽ bán với giá là 600.000 cho 1 kg. Thì thực sự thì cái hàng này nếu mà nhà vườn, nhiều nhà vườn người ta hiện tại là người ta bán nhập vào với giá lên đến cả triệu luôn. Tại vì với những cây giống như thế này người ta chỉ cần 100 đến 150 là người ta có thể bóc ra bán. Và mỗi 1 kg có thể 1 kg của hàng giống có thể 1 kg khi mà người ta chăm 1 đến 2 năm rưỡi ạ, thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3 cho đến 8 cây rồi. Nên là người ta nhập vào nhà vườn rất là nhiều luôn cô chú anh chị nhé. Đó, hàng giống xin nhắc lại 600.000 cho 1 kg hàng giống ạ. Và bên này là em có một cái lô combo gồm có long nhãn này, đủ cô chú anh chị ghép một giò sinh luôn, và phi điệp vàng. Đó, một phần phi điệp vàng. Cái combo này em bán với giá là 120.000 cho hai loại lan này nhé. Và tiếp theo bên này đây là hoàng thảo vẩy rồng với giá là 120.000 cho 1 kg. Hoàng thảo nghệ tâm, những cái bó rất là to luôn ạ. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn này, những bó rất là to như vậy, thoải mái cô chú anh chị làm một giò to đẹp luôn nhé, nghệ tâm ạ. Với giá em bán là 50.000 cho một bó hoàng thảo nghệ tâm thôi. Và tiếp theo sang bên này là dòng đai châu Thái bắc trụ của rừng Việt Nam, đã phù hợp với cái thổ nhưỡng của Việt Nam và một số cây hiện tại đã bắt đầu là nứt nụ rồi cô chú anh chị nhé. Hàng Thái, hàng rừng thì nó cái thời gian ra nụ cũng khá là lâu, nên là bây giờ là một số cây đã bắt đầu là nứt từ cái thân lên là đã cảm thấy thích nứt nụ rồi. Và châu Thái này thì không hề lỗi lá luôn, bản lá mít rất là đẹp ạ. Em bán với giá là 700.000 cho 1 kg. Và lô thanh đạm sữa này, toàn bộ lô thanh đạm sữa này em bán với giá là 30.000 cho lô thanh đạm sữa này nhé, với chùm hoa dài trắng sữa rất là xinh ạ. Và bên này là dòng Vanda rừng, Vanda của rừng vùng Cao Bằng ạ. Xanh mướt luôn, cây rất là đẹp nhé cô chú anh chị. Một bó Vanda to đùng luôn cô chú anh chị này. Nhớ với cái bó Vanda to như vậy thì cô chú anh chị có thể ghép một giò to đẹp luôn ạ. Hoa thơm bền nhé. Em bán với giá là 50.000 cho một bó Vanda. Và kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng, hàng xanh lá như vậy nhé cô chú anh chị. Hàng xanh lá như vậy đấy ạ, cắt tỉa rất là kỹ luôn. Em bán kiều tím miền Trung hay là kiều hồng với giá là 300.000 cho 1 kg kiều tím miền Trung hay là còn gọi là kiều hồng. Và bên này là em có, hôm nay em lại về thêm một cái lô đai châu. Em có lô đai châu này, những cây này thì hàng chậu nhựa này cô chú anh chị này, có từ 3 cặp lá trở lên. Những cây này thì năm ngoái đã cho những cái vòi hoa rồi đấy ạ, nên là năm nay chắc chắn cô chú anh chị sẽ được ngắm hoa nhé. Với những cây châu Thái hàng chậu nhựa vậy này, một cây châu xinh như thế này, em xin phép bán với giá là 140.000 cho một chậu châu chậu nhựa như thế này nhé. Còn bên này là với những cây châu rất là khủng, bản lá mít và xếp rụt rất là đẹp luôn. Đây ạ, những cây châu chậu khủng từ 4-5 cặp lá trở lên rất là đẹp ạ. Hiện tại thì với những cây khủng như thế này thì em thấy là một số cây đã bắt đầu là sưng mắt nụ hết rồi. Đó, những cái cây như thế này thì đến Tết chắc chắn là cô chú anh chị phải có được từ 2-3 cái chùm hoa trở lên cho mỗi một cây ạ. Và những cây châu Thái rất là to, đẹp, có thể ra màu hồng cánh sen hoặc là màu trắng nhé. Em sẽ bán với giá của nó là 400.000 cho một cây châu Thái như vậy. Đó, hàng châu Thái thì hôm nay em có rất là nhiều để loại để cô chú anh chị có thể lựa chọn. Và bên này là những cái chậu Dendro, thì hôm nay em còn có một số chậu Dendro thôi. Giả hành to bự chảng. Dòng này thì Dendro này sẽ siêng hoa cho hoa quanh năm cô chú anh chị nhé. Một số chậu hôm nay em sẽ để lại luôn với giá chỉ còn có 50.000 cho một chậu, bình thường là 70.000, 80.000. Thì hôm nay chỉ còn để lại là 50.000 cho một chậu Dendro này nhé. Cây khỏe đẹp ạ. Và bên này là những cái giò sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên thì cái giò rất là to luôn cô chú anh chị này. Giả hành to bự luôn nhé cô chú anh chị. Hứa hẹn mùa hoa xuân, hoa xuân rực rỡ luôn đấy ạ. Đó, những cái chậu sơn thủy tiên rất là to. Em bán với giá là 320.000 cho một chậu sơn thủy tiên này.
Với những cái chậu như thế này thì đủ xuân là cô chú anh chị có những cái giò rất là rực rỡ để chơi rồi. Và tiếp theo bên này là những cái cây hồ điệp ạ. Những cây hồ điệp tất cả là đều đang nụ nhá cô chú anh chị. Đã, những cây đang nụ rất là xinh luôn đây này. Một chậu đa hàng đang nụ như thế này. Và em bán với giá là chỉ 60.000 cho một chậu hồ điệp, là cây hồ điệp đang nụ nhá cô chú anh chị. Độ bền của dòng hồ điệp là phải trên tầm trên 2 tháng ạ. Và ở đây thì em sẽ có hai cái màu vàng để cô chú anh chị có thể lựa chọn đây này. Màu vàng là cái màu đẹp nhất trong cái dòng hồ điệp nhé cô chú anh chị. Đó, với những cây hồ điệp mà độ bền trên 2 tháng chỉ với giá là 60.000 cho một chậu thôi. Cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu em sẽ để lại với giá là 55.000 cho một cây. Đó, tức là hơn 200.000 thôi cô chú anh chị là có 5 chậu hồ điệp rất là đẹp và ghép được một giò quá xinh luôn ạ. Rồi sang bên này đây thì hôm nay em có về cái lô cát laia cô chú anh chị nhé. Dòng lan cát một lá hoa thơm nức mũi ạ. Được mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan này. Nè cô chú anh chị này. Nó có thể sổ ra những cái mặt hoa như thế này. Dòng lan cát laia cát một lá. Nói chung cái mặt hoa nào cũng quá là tuyệt vời, và cái độ to của nó thì phải trên 10 cm cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Và những cái chậu lan cát như thế này, hàng hôm nay về thì những cái giả hành rất là xanh tươi và khỏe luôn ạ. Dễ thuần, dễ chăm mà dễ cho hoa cô chú anh chị nhé. Một chậu lan nhiều giả hành và khỏe xinh lắm luôn cô chú anh chị này. Em bán một chậu cát như vậy với giá là 110.000 cho một chậu cát nhé cô chú anh chị nhé. 110.000 cho chậu cát. Và hàng này thì mặt hoa sổ số. Cô chú anh chị sở hữu mặt nào thì cũng sẽ đều thấy được cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời của nó. Đó. Siêng hoa và dễ thuần, dễ chăm. Còn trên này là những cái bảng trầm ạ. Những cái bảng trầm rất là xinh, cô chú anh chị cùng ngắm cho em này. Mỗi một bảng trầm như vậy nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2 thân cho đến 3 thân nhé cô chú anh chị. 2 thân cho đến 3 thân cô chú anh chị ngắm kỹ cho em ạ. Dạ, những cái bảng trầm này hứa hẹn sẽ là sang xuân cô chú anh chị sẽ có những cái giò trầm rất là đẹp để cô chú anh chị ngắm. Và một bảng trầm như thế này thì em xin phép bán với giá chỉ 110.000 cho một bảng thôi. Và cô chú anh chị lấy cho em hai bảng thì cô chú anh chị được ghép được một giò rất là to rồi nhé. Một giò trầm rất là to rồi mà thân mập nù ú ụ luôn. Xanh lá và thân căng mướt đẹp như thế này. Và bên này là dòng thiên nga nhé. Dòng thiên nga thì em có 3 màu sắc để em có 3 màu sắc để cô chú anh chị có thể lựa chọn. Đó là thiên nga xanh. Thiên nga xanh ạ. Hàng hiện tại thì đang một số cây đang nở hoa, đang hé hé nở này. Cây này lúc ban đầu là nó sẽ xanh như thế này, sau chuyển sang là xanh ngọc, rồi là hơi vàng cô chú anh chị nhé. Thiên nga xanh ạ. Một chậu như thế này hàng đang hoa hoặc là đang chuẩn bị hoa nhé. Em bán với giá là 260.000 cho một chậu. Và bên này là dòng thiên nga nâu. Giả hành to bự luôn ạ. Giả hành to bự bằng hơn cả cái cổ tay luôn cô chú anh chị này. Đây. Dạ, đang nụ rất là xinh luôn. Màu nâu rất là đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Dòng thiên nga nâu thì nói chung là hiện tại là đang nụ, nhưng mà qua quá trình đóng gói vận chuyển đến tay cô chú anh chị, nụ của nó cũng có thể là bị hỏng. Em bán với giá là 260.000 cho một chậu thiên nga nâu thôi. Và thiên nga đỏ. Thiên nga đỏ nhá. Thiên nga đỏ hàng hiện tại cũng đang nụ này cô chú anh chị này. Xinh lắm luôn này. Hoa thì bền và thơm lắm. Em bán thiên nga đỏ cũng 260.000 cho một chậu. Và chỉ còn duy nhất một chậu thiên nga đen thôi. Một dòng thiên nga đẹp nhất trong các dòng thiên nga. Thiên nga đen em bán 280.000 cho một chậu nhé. Còn sang bên này đây là những cái chậu trầm trắng này cô chú anh chị này. Những cái chậu trầm trắng hay còn gọi là trầm bạch tuyết ạ. Bình thường em bán 180.000 một chậu, khoảng tầm 3 thân ngắn dài nhé cô chú anh chị nhé. Có thể chơi hoa xuân, hoa Tết ạ. Một chậu thì nó có 3 thân ngắn dài như vậy. Bình thường em bán 180.000 nhưng hôm nay sẽ để lại 150.000 cho một chậu trầm bạch tuyết hay còn gọi là trầm trắng với màu trắng một nàng. Rất là đẹp ạ. Còn bên này là những cái giò giả hạc hồng ngọc với một sắc hồng ngọc rất là đẹp. Em bán một chậu giả hạc hồng ngọc như vậy bình thường 180.000. Hôm nay thì những cái chậu này thân nó sẽ ngắn hơn một xíu, nhưng mà cô chú anh chị vẫn thoải mái được chơi hoa xuân. Chậu khoảng tầm 3 thân ngắn dài em bán với giá cũng 150.000 cho một chậu thôi. Và đây là mặt hoa của dòng giả hạc hồng ngọc đây cô chú anh chị nhé. Và bên này là dòng giả hạc di ly xuân này. Một chậu sẽ một thân, rơi vào khoảng tầm 15 cm trở lên với giá chỉ 80.000 cho một chậu thôi nhé. Và bên này là dòng lan nù tam bố ạ. Nù tam bố, một dòng hàng đẹp từ thân lá đến hoa. Một chậu như thế này có khoảng 2 hoặc là 3 thân đấy ạ. Có những cái thân nó rất là mập to luôn, nù luôn ạ. Và một chậu nù tam bố như vậy bình thường em bán 101 nhé. Tháng nay em sẽ để lại với giá chỉ còn có 90.000 cho một chậu thôi. Đây cô chú anh chị nhé, 90.000 cho một chậu cô chú anh chị sẽ sưu tầm được cho mình một cây hoa vừa đẹp thân lá vừa mới đẹp cả mặt hoa. Hôm nay thì em vừa cập bến một cái lô kiếm mới này, kiếm thái hoa vàng.
những cái cây kiếm đột biến từ được lai tạo giống từ những cây đột biến với mặt hoa quá là xuất sắc đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Hứa hẹn sẽ là những cái mặt bông kiếm đẹp để cô chú anh chị sưu tầm. Và những cái chậu kiếm thái hoa vàng hôm nay thì đều xanh lá, bản lá cứng cáp và khỏe đẹp, những cây trưởng thành chuẩn bị cho hoa hết rồi. Và những cái chậu kiếm thái hoa vàng này thì từ 3 tép trở lên, 3 4 tép cô chú anh chị này. Và em bán với giá hàng hôm nay là 140.000 cho một chậu kiếm thái hoa vàng cô chú anh chị nhé. 140.000 ạ. Hàng hôm qua thì nó chỉ bao nhiêu nhỉ? Chỉ có 2 tép thôi thì là 101. Còn hàng hôm nay sẽ là những cái chậu rất là đẹp luôn, sum xuê đẹp luôn, với giá em bán xin nhắc lại 140.000 cho một chậu. Còn tiếp theo sang bên này đây là em có những cái chậu lan quân tử ạ. Lan quân tử. Một chậu lan quân tử như thế này thì em bán xanh lá lắm và dễ bám khỏe mạnh rồi, thuần rất là đẹp rồi cô chú anh chị nhé. Những chậu lan quân tử hàng hôm nay thì em sẽ xin để lại với giá chỉ 60.000 cho một chậu lan quân tử thôi. Bình thường nó hơn 100.000 đấy ạ. Tại vì cái dòng này thì nó cũng không có nhiều lá lắm, cây cũng to rồi nhưng không nhiều lá, chưa nhiều lá lắm nhé. Nên là em sẽ để giá luôn rất là rẻ là chỉ 60.000 cho một chậu thôi. Cây to đẹp, chuẩn bị cho hoa Tết hoa xuân. Và hôm nay thì em có những cái hình cáo rất là đẹp và thêm những cái giò hàng lan thuần chơi hoa Tết nhé. Và cả những cái cây trâu rất là xinh nữa để giao lưu cùng cô chú anh chị này. Em xin phép được giới thiệu từ những cái hình đầu tiên trở đi đến cô chú anh chị ạ. Trước tiên là những cái cây trâu Thái, hàng bắc trụ nhé cô chú anh chị. Hàng thì cô chú anh chị có thể lấy hàng cân hoặc là hàng hình này để chọn được những cây ưng ý nhất nhé cô chú anh chị. Em có trước tiên là hình số 1 ạ. Hình châu Thái số 1, cô chú anh chị nhìn cho em hình này có tất cả là 3 cây rất là đẹp luôn. 3 cây châu Thái này chơi hoa Tết luôn, em bán với giá chỉ có 220.000 thôi. Hình tiếp theo hình số 2 này với giá là 350.000 với 3 cây châu Thái rất là to đẹp. Hình tiếp theo là hình số 3, cũng là 3 cây bản lá mít rất là đẹp luôn với giá là 400.000. Hình tiếp theo hình số 4, một cây châu Thái bự chảng bản lá phải tầm 10 sen cô chú anh chị ạ. Cây này thì phải tầm 3-4 vòi hoa trở lên cho Tết này. Em bán cây này với giá 400.000. Và hình số 5, một cặp đai châu Thái to lắm, đẹp với giá 330.000. Và hình tiếp theo hình số 6, cây này thì cô chú anh chị về ghép vào chậu quá tuyệt vời luôn. Nó là cây mẹ con cô chú anh chị nhé. Một mẹ một con với giá em bán 450.000. Và hình tiếp theo hình số 7, hình số 7 này với số cây là 4 cây châu Thái ở hình này em bán với giá là 360.000. Và hình tiếp theo hình số 8 cũng là 4 cây này em bán với giá là 370.000. Và hình số 9, hình số 9 này có hai cây châu khá là to đẹp với giá em bán 260 này. Mỗi một cây như vậy đẹp như vậy chỉ với giá có 130 thôi cô chú anh chị ạ. Tiếp theo là hình số 10 với giá số cây là 3 cây là 360 cô chú anh chị nhé. 3 cây châu rất là to đẹp luôn, không hề bỏ lá chân vào, mướt mát như thế này, 360 ạ. Hình tiếp theo là hình số 11 với giá là 340 với số cây là có 4 cây rồi. Hình số 12 là một cái phần dáng hương đuôi cáo, một dề cáo mẹ con rất là to luôn cô chú anh chị này. Một dề cáo một mẹ hai con, cây mẹ cũng lớn mà cây con cũng rất là to luôn rồi. Và cây này còn phân nhánh nữa nhé cô chú anh chị nhé. Một kiểu dạng phân nhánh cũng là một kiểu đột biến của hàng cáo đấy ạ. Và cái dề dáng hương đuôi cáo hoa phân nhánh ở hình số 12 em bán với giá là 350.000 cho cái dề này cô chú anh chị này. 350.000 rất là lâu rồi không hề có một cái cây cáo phân nhánh nào luôn. Hình tiếp theo là hình số 13 với giá tiền là 180.000. Hình này em có tất cả là 10 cây. Và hình số 14, số cây là 10 cây với giá 170.000. Và hình số 15, 3 cây cáo khủng luôn ạ. 3 cây cáo khủng luôn, rất là to luôn, nhiều cặp lá như thế này. Hàng này vận chuyển ở trên rừng về nên là cái lá ở trên này hơi gập một tí cô chú anh chị nhé. Có một cái ngọn này, lá trên hơi gập một tí ạ. Và cái giò dáng hương đuôi, phần dáng hương đuôi cáo này em xin phép được bán với giá 220.000 cho cái hình này. Rất là to đẹp luôn. Hình tiếp theo hình số 16 có số cây là 5 cây 180.000. Và hình số 17 4 cây ạ, 4 cây này với giá là 160.000. Và hình số 18, hình số 18 này có 5 cây nhá. 5 cây cáo này em bán với giá là 170.000. Và hình số 19, số cây là 7 cây với giá em bán là 6 cây chứ, 170.000. Hình 20, 8 cây ạ. 8 cây căng mướt như vậy em bán 170.000. Hình số 21, 7 cây với giá là 170.000. Và hình tiếp theo hình số 22. Hình số 22 này có 6 cây 160 ạ. Và hình số 23 cũng có những cây cáo xếp vê xinh luôn cô chú anh chị này. Đây ạ. Bản lá dày xếp rụt đẹp luôn. Cái hình này có bao nhiêu cây nhỉ? Trong lô này có cả cây xếp vê xếp lưng. Cái lô này có tất cả 6 cây em bán 170.000 trong lô này. Hình số 24 180.000 đây. 24 180.000 có tất cả là 6 cây ạ. 6 cây xinh như vậy. Và hình 25. Hình 25 này có 6 cây 170.000 nhá. Và hình 26
Hình 26 này có 8 cây cáo. 8 cây cáo xinh ở đây em bán với giá là 170.000. Và hình số 27, 170.000, hình này có 18 cây luôn ạ, 18 cây luôn cô chú anh chị nhá. Và hình tiếp theo hình số 28. Hình 28 này có em có 2 cái cây cáo quá là khủng luôn. Đây cây này bao nhiêu cặp lá? 2 4 6 8 10 cặp lá, cây bên này cũng không kém phần cô chú anh chị nhá. Không kém phần luôn ạ. Một cặp cáo to khủng đều là cây một mẹ một con. Đấy, cặp cáo này về tuyệt vời luôn, thỉnh thoảng mới có những cây bự chảng như thế này thôi cô chú anh chị nhá. Hình này em bán với giá 300.000 cho hình 28 ạ. Và hình số 29. Hình số 29 cũng là 3 cây cáo rất là to luôn. 3 cây cáo to này, em bán với giá là 200.000 cho hình số 29 nhá. Hình 30 một phần cáo xếp xinh luôn ạ. Hình 30 một phần cáo xếp có 6 cây xếp V nhá, có nhiều cây xếp V. Hình này em bán với giá là 220.000. Và hình tiếp theo, hình số 31. Hình số 31 là em có một cái cặp cáo mẹ con này, cô chú anh chị nhìn cho em. Đấy, rất là đẹp luôn. Nói chung là riêng em thì em rất là thích những cái cây xếp lưng này, bởi vì ghép lũa thì nó rất là xinh ạ. Hình này em bán với giá là 250.000. Hình này có 2 cây, hình 51 2 cây xếp đẹp như thế này. Và hình tiếp theo là hình số 32, 200.000. 200.000 cho cặp cáo xếp đẹp như vậy này. Và hình tiếp theo, hình số 33 là một cặp cáo nguyên bản. Một cặp đôi gồm 2 cây cáo nguyên bản trưởng thành thoải mái, cô chú anh chị chơi hoa xuân luôn. Cặp đôi cáo này đẹp cô chú anh chị ạ, với giá 180.000. Và hình số 34, một cây cáo xếp V, một giò cáo nguyên bản xếp V với giá là 150.000 cho giò này. Và hình số 35, hai giò cáo. Đấy ạ, cô chú anh chị nhìn cho em này, năm ngoái cây xinh không, ra nụ cực xinh luôn cô chú anh chị ạ. Đấy ạ, một ngọn cáo này với cả một giò này là có một mẹ một con. Hai cái giò cáo này em xin phép được bán với giá là 180.000 cho hình này. Và hình tiếp theo, hình số 36, giả hạc châu Như, một cái dòng hàng mà đẹp nổi tiếng bấy lâu nay rồi cô chú anh chị này. Và cô chú anh chị có thể xem thấy là người ta bán hàng ki giống ấy ạ, rất là bé tí xíu thôi, người ta cũng đã bán 40-50 cho một mầm rồi ạ. Thì ở đây thì em có những cái giò này to bự chảng, thân đẹp luôn, để cô chú anh chị chơi hoa xuân và hoa Tết nhé. Hoa thì đều và cái sẽ sổ những cái bông lưỡi bệt rất là tuyệt vời luôn. Hình số 36 với giá chỉ 350.000 thôi, hình này có 4 thân ạ. Và hình số 37, châu Như 37, hai thân đẹp như thế này, với giá chỉ 360.000. Và hình số 38, 38 với giá 360.000, có 3 thân luôn. Em dám khẳng định là cô chú anh chị không mua nơi nào có thể rẻ hơn cái giá châu Như ở bên shop bên em. Hình tiếp theo là hình số 35. Hình 35 này có 4 thân ngắn dài, em bán hình này với giá là 350.000. Và hình số 40, hình số 39 nhé, là 350. Và hình số 40 với giá là 320.000. Hình tiếp theo là hình số 41 ạ. Hai thân dài đẹp như thế này, hình này em bán với giá là 330.000. Và hình tiếp theo, hình châu Như 42, một giò xinh lắm luôn cô chú anh chị này. 4 ngọn nhá, 4 ngọn ngắn dài. Giò này em bán với giá 400.000. Và bên này là dòng giả hạc hoa hồng đỏ. Đây ạ, đây là mặt hoa của giả hạc hoa hồng đỏ, cô chú anh chị cứ ngắm và thẩm giúp em xem nó có tuyệt vời không ạ. Rồi ở đây thì em có một số giò như thế này, cây bé nhưng hoa cực to luôn cô chú anh chị ạ. Hình tiếp theo là hình số 43 với giá chỉ 200.000 thôi ạ. Và hình tiếp theo, hình 44 với giá 180.000. Hình số 45 với giá 220.000. Hình số 46 với giá chỉ 160.000, à 180.000 thôi. Và hình số 47 với giá em bán là 180.000. Và hình số 48 là một cái phần phi điệp tím hàng gieo hạt nhé, với mặt hoa tím đậm tuyệt vời luôn. Dề này thân cực nù luôn, với giá 160.000. Hàng này thì cô chú anh chị về vứt kiểu gì nó sống luôn ạ. Dễ sống, dễ chăm hơn cả hàng vườn luôn, hàng rừng luôn cô chú anh chị nhé. Hình 49, 108. Hình 50, 160.000. Bên này sẽ là những cái cây điệp của vùng Cao Bằng, vùng miền được coi là mặt hoa rất là đẹp và đã sổ ra những cái bông đột biến tuyệt vời với giá trị rất là cao cô chú anh chị nhé. Thì ở đây là những cái cây này thì em cũng chưa biết mặt hoa, với mặt hoa sổ số thì cô chú anh chị có thể về bắt này. Hình 51 với giá 200.000, 200.000 cho hình 51. Hình 52 180.000. Và hình số 53 hai mầm luôn với giá 160 ạ. Hình số 54 100.000 thôi này. Hình số 55 một mầm khỏe đẹp, lá tròn đẹp như thế này với giá là 200.000. Và hình số 56 220.000. Hình số 57 giò này cũng là ươm từ nhân giống từ ki cô chú anh chị này, chưa hề một lần sổ hoa luôn, ki từ rừng, hàng từ rừng về chưa một lần sổ hoa luôn. Mấy giò này có 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, rất là đẹp luôn ạ. Và ở đây cô chú anh chị cũng có thể nhìn thấy là cây thân có màu sắc khác nhau luôn rồi. Hàng từ rừng về mà cứ ươm lên như thế này, biết là nó sổ cái mặt hoa gì luôn. Hình số 75 này em bán 600.000 cho giò này cô chú anh chị nhé. Và hình số hình số 57 chứ, 57 600.000. Hình 58 với giá là giò này
đầy kỳ kiến luôn, 450.000 tầm 10 kỳ kiến nhé, cũng chưa biết mặt hoa. Hình 59. 59 đây 360. Hình 60. Hình 60 này em bán với giá là 1.200.000. Muối giò thân nù lá xếp chân dép. Thân nù lá xếp chân dết của vùng Cao Bằng, 4 thân mập khỏe luôn. Và hình tiếp theo là hình số 61. Đây cũng là một cái giò mà cũng chưa biết cái mặt hoa đâu, mà nó chỉ là kỳ 53 thôi. Quá là mập, sum xuê đẹp như thế này. Giò này em bán 1.200.000. Hàng này về cô chú anh chị chăm đến 1-2 năm nữa thì không biết là nó khủng và thân nù đẹp tuyệt vời như thế nào luôn cô chú anh chị ạ. Hình tiếp theo là quế nhá, quế Lan Hương. Cái hình quế này thì em bán thanh lý luôn. Quế này bán thanh lý luôn 150.000 cho hình quế này với 3 ngọn. Đó, quế tháng 8 ạ. Và hình tiếp theo hình 63. Hình 63 cái lô quế này em bán với giá 180.000. Nói chung là hàng này là hàng thanh lý xấu rồi cô chú anh chị nhá. Hình tiếp theo hình 64. Một cái lô quế này nó là hàng quế giống lá xếp ạ. Quế giống lá xếp có tất cả là bao nhiêu cây nhỉ? Có 22 cây, em chỉ bán 200.000 thôi cô chú anh chị này. Lô quế này 200.000 nhá. Và hình tiếp theo hình số 65. 65 này em bán với giá 220.000. 220.000 cho lô quế này có tất cả là 8 cây to nhỏ. Và hình tiếp theo hình số 66 cũng 200.000, 200.000 hình này có tất cả là 19 ngọn quế 19 ngọn quế xếp giống nhá. Nói là giống nhưng mà cô chú anh chị có thể thấy như cây này này. Vừa rồi cho cái nụ hoa quá dài luôn nhá. Rồi duy nhất một giò điệp vàng. Duy nhất một giò điệp vàng ở hình số 67 đang có nụ rồi cô chú anh chị này. Nó có tổng tất cả là 4 5 thân. Và cũng đang lên mầm xinh lắm luôn ạ. Cũng đang lên mầm gốc rồi cô chú anh chị này. Đây này. Đó. Và cái giò này em bán với giá là 180.000 cho giò này. Ngoài ra thì em còn có rất là nhiều những chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan luôn nhá. Chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan thì bên em có B1 Thái với giá 4.000 cho một lọ này, B12 với giá 30.000 cho một lọ, Hùng Nguyễn với giá là 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp nhá. Sức phụ thai 85.000 cho một lọ, thể tích là 50ml, rất nhiều tác dụng tuyệt vời. Siêu da dễ bả sen. Bả sen với giá là 20.000 cho một gói này. Bả sen 20.000 cho một gói nhé. Và duy đỏ với giá là 60.000 cho một ống này. Duy xanh với giá là 50.000 cho một ống. Và cái thuốc trị đẹp và các loại sâu gây hại cho cây trồng đồng giá 20.000 cho một lọ. Và cái ba cái loại phân bón N, ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát dành cho ba giai đoạn phát triển của cây đồng giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá cũng dành cho ba giai đoạn phát triển của cây đồng giá cũng 30.000 cho một lọ. Và hôm nay em lại về thêm cái chế phẩm Chichoderma phân bón vi sinh sử dụng kháng nấm rất là tuyệt vời với giá 20.000 cho một gói 100g. Và cái hộp rất là to như thế này này. Rất là to như thế này nhá cô chú anh chị. 1kg với giá chỉ 130.000 thôi. Cái hàng này thì bên em đã nói chung là dòng này thì không thể thiếu cho mỗi một người, bất kỳ một người chơi lan nào. Và em có thêm vỏ thông vân phân dê với giá là 20.000 cho 1kg đồng giá nhá. Rêu rừng 50.000 cho 1kg. Có dớn đĩa với giá 20.000 cho một cái. Và có dây buộc lan với cuộn là 65.000 cho 35.000 cho một cuộn, chiều dài là 100m ạ. Và miếng bẫy ruồi vàng với số tiền là 10.000 cho một miếng thôi. Và Atonic 10.000 cho một gói của chú anh chị nhá. Đặc biệt em có vẫn có sản phẩm đó chính là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt nhá. Dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt. Mỗi một lọ như vậy có thể tích 10ml, đồng giá 40.000 cho một lọ nhá. Nó có những cái tác dụng như là diệt khuẩn, làm sạch không khí và tạo cái mùi hương, cũng như là có thể tác dụng giảm đau. Nói chung nhiều tác dụng tuyệt vời ạ. Cô chú anh chị có thể lên Google search và kiểm tra thêm. Đây là những cái mặt hàng lan mà hiện tại bên em đang có ạ. Và cái hiện tại thì bên nói về cái phí cước vận chuyển thì em thấy là một số shop thì người ta cũng nói rằng là cái sẽ bao ship. Tuy nhiên cái hàng bên em thì sẽ không bao ship cô chú anh chị nhá, bởi vì giá của em bán thì nó cũng không cao. Thực ra thì nói là bao ship thì chắc chắn là người ta cũng đã nâng giá lên rồi. Người ta cũng đã tính toán hết rồi, chứ không phải là bao ship có nghĩa là người ta cũng vẫn giá rẻ bình thường đâu cô chú anh chị ạ. Thì nói chung ở đây thì em bán giá thấp rồi nên là sẽ không bao ship. Tuy nhiên thì cái phí ship vận chuyển thì nó cũng khá là rẻ thôi ạ. Ví dụ như em chuyển hàng vào trong miền Nam thì em chuyển phát khoảng tầm 3 đến cho đến 5 ngày thì khi cô chú anh chị lấy khoảng tầm 3kg đổ lại thì nó chỉ rơi vào có 35.000 thôi. Thì nếu mà chuyển phát nhanh thì cước nó sẽ tăng gấp đôi cô chú anh chị nhé. Thì khi cô chú anh chị lấy hàng thì có thể báo cho em biết là cô chú anh chị chuyển phát nhanh hay là chuyển phát thường. Chuyển phát nhanh thì nó sẽ rơi khoảng tầm 3-4 ngày đổ lại. Chuyển phát thường nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3 cho đến 5 ngày cô chú anh chị này. Đó. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip bên cơ sở làm rừng nhà em ạ. Và em xin phép dừng clip ở đây.